hạt mưa rơi, giữa mùa xuân ta dệt màng sương trắng chờ thu về. Trước đây vì chết sốc là vừa rồi có chị Như Hải học trò của thầy á lên dạy cho chúng con 5 buổi như vậy thì mà bây giờ là các cô 6 năm buổi đó bây giờ vẽ được cái đó. Buổi đó nó học dạ còn bên này nữa ạ. Học vẽ trúc với thầy rồi yeah. Rồi sau đó đi học luôn. Dạ. Yeah. Kính thưa chư đại đức tăng ni và quý vị Phật tử, trong không khí hân hoan và rộn rã nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh của ngày lễ kỷ niệm thành lập Thiền viện Viên Không và lễ khánh tuế ngài Hòa thượng Viện Chủ, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 2 tháng 2 năm Tân Sửu Phật lịch 2565 dương lịch 2021 tại Ly Viện Viên Không, ban tổ chức chúng con xin cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện chứng minh quý báu của các quý ngài hòa thượng, chư đại đức tăng ni cùng quý vị đại biểu, các quan khách đến tham dự buổi lễ trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị Phật tử cùng chắp tay trang nghiêm và cung kính để đảnh lễ và hoan nghênh sự hiện diện của ngài hòa thượng Viên Minh, ủy viên thường trực hội đồng chứng minh, viện chủ tổ đình Bửu Long và viện chủ Khai Sơn Thiền viện Viên Không, cùng với sự hiện diện của chư tăng thuộc tổ đình Bửu Long và ngài hòa thượng Giới Đức và chư tăng chùa Huyền Không Sơn Thượng. Dạ con xin phép được giới thiệu, trong buổi lễ sáng hôm nay đồng thời có sự hiện diện của sư Tâm Định ở Đắk Lắk và sư Đức Thiện, sư Thiền Hảo cùng chư tăng Thiền viện Viên Không. Con cũng mời đoàn tràng hoan hỷ cung kính đảnh lễ sư Định Giới, sư cô Liệu Pháp cùng ni chúng Thiền viện Viên Không Ni, sư cô Như Liên cùng ni chúng Tịnh An La Nhã, sư cô Nhiệm Pháp và sư cô Diệu Định cùng ni chúng Thiền viện Phước Sơn, và cùng với chư tăng ni và Phật tử đang hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay.
Chúng con xin thông qua chương trình lễ thành lập Ni Viện Viễn Không và lễ khánh tuế Ngài Hòa Thượng như sau: từ 8 giờ tới 15 đến 9 giờ công thỉnh cái Ngài Hòa Thượng Quang Lâm Liệu Thư Pháp, 9 giờ 15 đến 10 giờ công thỉnh quý Ngài Hòa Thượng Quang Lâm Phật Điền phần tuyên bố lý do buổi lễ và phát biểu cảm nghĩ, từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ban đạo từ, 10 giờ 30 đến 10 giờ 45 dâng quà cho quý Ngài Hòa Thượng, 10 giờ 45 đến 12 giờ đi bát và thọ trai, sau đó chương trình được hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch quý Ngài Hòa Thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể hội chúng. Tòa lạc tại xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thiền viện Viễn Không Ni hiện là nơi tu tập của hơn 40 vị ni theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và cũng là nơi quay về nương tựa tâm linh của nhiều cư sĩ Phật giáo, những người đã chọn giáo lý Nguyên Thủy làm căn bản hành trì. Thiền viện Viễn Không được khai sơn tại chân núi Dinh năm 1998 bởi Ngài Hòa Thượng Viên Minh, hiện là Viện chủ Tổ đình Bửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, và hơn 20 năm đã trôi qua, chúng con hôm nay được tu học dưới một trú xứ yên vui, đầy đủ tứ sự và được Ngài Hòa Thượng thường xuyên dạy dỗ sách tấn là một điều vô cùng quý giá, hy hữu và tràn đầy phước báu. Vậy, nhân ngày lễ kỷ niệm thành lập Thiền viện Viễn Không Ni và khánh tuế của bậc ân sư hôm nay, chúng con xin thành tâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người bậc ân nhân đã giúp chúng con nhận ra đúng, sai, tốt, xấu và quay vào nội tâm để chuyển hóa nhận thức và hành vi. Bên cạnh đó, chúng con cũng tri ân sâu sắc đến các quý sư cô ở các thế hệ đi trước, cũng như các vị thí chủ, quý vị Phật tử đã đóng góp và ủng hộ Ni Viện trong thời gian qua. Và ngay sau đây, chúng con xin kính thỉnh sư cô trưởng Ni Viện Viễn Không lên lễ đài phát biểu để mở đầu chính thức cho buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính công thỉnh sư cô trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính ngưỡng bái bạch thầy, con kính ngưỡng bái bạch sư thúc, con kính lễ chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm Tân Sửu, chúng con toàn thể ni chúng và Phật tử của Thiền viện Viễn Không Ni rất hân hoan, rất hạnh phúc được đón tiếp thầy sư thúc cùng quý chư tôn đức tăng ni về đây để cùng chúng con hưởng niềm an vui khi được sống dưới chân những bậc thầy cao quý. Thầy đã hy sinh rất là nhiều cho sự nghiệp mai hậu, đang là trụ trì của một ngôi chùa lớn ở thành phố. Thì đúng ra riêng bản thân thầy thì thầy không có nhu cầu phải xây thêm cơ sở hay tự viện gì nữa. Một ngôi chùa Bửu Long là đã mà được điều hành và xây dựng phát triển đến như bây giờ đã là một đóng góp quá lớn lao trong cuộc đời của thầy. Tuy nhiên nhận thấy là nhu cầu được có một nơi yên tĩnh ở trong rừng núi thuận tiện cho việc tu tập, mà suốt rất là nhiều năm thầy đã bôn ba nơi này nơi khác, tỉnh này tỉnh khác để tìm một nơi thuận tiện cho việc tu tập. Và sau nhiều năm tìm kiếm thì đây là Thiền viện Viễn Không, là nơi đầy đủ thuận duyên. Và nhờ sự thương tưởng của thầy cũng như sự đóng góp của quý sư bá, quý sư thúc, quý sư cô, ngay cả những vị quý sư bá ở bên Mỹ như Ngài Phạm Nhẫn, Ngài Tịnh Đức, Ngài Chân Trí, những vị sư thúc đang ở Việt Nam như là Ngài Giới Đức, Ngài Phạm Tông, Ngài Tuệ Tâm, sau này có Ngài Hồ Pháp cũng về ở Viễn Không, chúng con có được những cái cội tùng cao lớn luôn luôn che tỏa bóng mát cho chúng con. Và nhờ vậy suốt 20 năm qua, từ những ngày đầu khai sơn rất là thô sơ, chỉ ở trong những cái căn liều bạc trên những cái chậm tre và phải phát quang làm đường, cho tới bây giờ sau đến năm nay là năm thứ 22 thì Ni Viện đã khang trang, đã có được chánh điện, thiền đường, có lớp học, có ni chủng, nhà chủng 1, chủng 2, chủng 3. Và hàng ngày, hàng tuần thì thầy không quản đường xa xa xôi, hàng tuần thầy lên đây để hướng dẫn cho ni chủng. Và mỗi sáng chủ nhật chúng con được học từ trà đào với thầy. Sau đó thời gian gần đây chúng con cũng được học trong những lần trà đào với sư thúc.
Huyền Không Sơn Thượng. Rồi các em còn có thể nghe thêm những cái buổi pháp đàm của Hòa Thượng Pháp Tông. Cho nên những thế hệ hiện tại là những thế hệ rất là may mắn được những bậc thầy, bậc huynh đệ đi trước đã chịu những cái khó khăn và trải đường xây ra những cơ sở như vậy. Và con vẫn thường luôn nhắc nhở bản thân con cũng như nhắc nhở những đàn em sau này luôn sống với sự tri ân. Bây giờ mình có được thành quả là mình đang hưởng kết quả của những thế hệ đi trước đã chịu rất là nhiều khổ cực. Con nghe kể khi thầy lên đây đó, những ngày đầu đó, khi mà đi vội đó, không có đem theo chén bát đó, là thầy phải dùng cơm, dùng mì gói trong những cái găng men, và thiếu đũa là phải đi bẻ cái cây cành cây để mà dùng làm đũa. Chính thầy phải đi từng bể từng bao xi măng, phải đi lát từng con đường. Và quỹ sư thúc ở ngoài Huế cũng vào một thời gian để phụ xây hồ, làm cầu. Thì cái tác phẩm mà hai cái thiền viện bên Tăng và bên Ly đó, đó là cái công trình xây dựng của rất là nhiều bàn tay chung sức, người góp công, người góp của, người hướng dẫn, người thực hành. Để hôm nay khi quý vị Phật tử về đây, quý vị thấy một cái ngôi thiền viện trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con luôn sống được trong một cái môi trường như vậy, chúng con rất là tri ân, và chúng con luôn cảm thấy chúng con cần phải cố gắng hơn nữa để đền đáp công ơn đó. Hàng năm thì đúng ngày sinh nhật của thầy, cũng là ngày thầy lấy ngày sinh nhật của thầy để làm ngày để đặt đá xây dựng cho Ly Viện Viên Không. Như vậy chúng con rất là may mắn, ngày sinh nhật thầy cũng là ngày sinh nhật của Ly Viện. Tuy nhiên ngày có vì chùa ở xa cho nên không làm chỉnh ngày được, chỉ làm ngày chủ nhật gần ngày mùng 4 tháng 2 nhất. Thì hôm nay là mùng 2 tháng 2, và ngày 4 tháng 2 thì sinh nhật của thầy sẽ được tổ chức tại Tổ đình Bù Long. Thì chúng con biết rằng đối với thầy, như hồi nãy sư thúc có nhắc, là đã đi qua sanh tử, là không còn xả gì sanh tử nữa. Cho nên cái chuyện kỷ niệm ngày sanh thì đối với thầy là không cần thiết. Nhưng đối với chúng con thì đây là cơ hội để chúng con tỏ lòng tri ân, tỏ lòng quý kính, và là dịp để chúng con được đảnh lễ, được cúng dường và được học hỏi thêm từ quý ngài. Mỗi năm thì trách nhiệm của con là phải viết một bài để đại diện cho ni chúng, để phát biểu cái tình cảm thương mến quý kính của mình đối với quý các bậc thầy. Nhưng mà năm nay thì đã có thế hệ học trò có thể thay cho con, và con cũng muốn tạo điều kiện để cho các em cũng có thể có dịp bày tỏ cái tình cảm và cái sự hiểu biết của mình. Cho nên trong buổi lễ hôm nay sẽ có phần phát biểu của những vị đại diện cho các ni chúng, ví dụ như là đại diện cho Viên Không, đại diện cho tỉnh An Lăng Nhã, đại diện cho Phước Sơn. Quý vị sẽ lấy đây là cơ hội để tỏ tấm lòng quý mến của mình đối với bậc thầy mà đã hướng dẫn cho chúng ta đi từ những cái ngày tháng đang còn rất là non nớt đầy phiền não, và qua những bước trưởng thành, và giờ đây chúng ta đã có thể nếm được cái mùi vị an lạc của giải thoát một phần nào. Cho nên con chỉ xin nói được đôi lời để nói đến cái lý do của buổi lễ hôm nay. Và tiếp theo thì con sẽ xin mời cô Huệ Đức, là một vị tu nữ đang sinh hoạt tại Thiền viện Viên Không Ni, để đại diện cho ni chúng phát biểu về nhân ngày mừng khánh tuệ thầy và kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Ni viện Viên Không. Xin mời cô Huệ Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư ông, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử đã về đây dự lễ. Thứ nhất là khánh tuế của sư ông, và thứ hai là lễ thành lập Ni viện Viên Không. Được sự cho phép của sư phụ, con xin có đôi lời viết về ngày kỷ niệm thành lập Thiền viện Viên Không. Năm nay là năm thứ 22 Ni viện Viên Không được thành lập. Giữa xanh thẳm của núi rừng Viên Không, những mái ngói đỏ nổi mọc lên như một điểm nhấn đẹp mắt. Ở đó có sự xuất hiện của Thiền viện Viên Không. Thiền viện Viên Không được Ngài Hòa Thượng Biên Minh sáng lập năm 1998 như một chốn thiền lâm cho chư tăng và tu nữ có nơi thanh tịnh tu tập. Năm 1999, theo tình hình thực tế, để thuận tiện cho ni chúng được sinh hoạt riêng, Ngài Hòa Thượng Viên Minh đã cho thành lập ni viện trực thuộc Thiền viện Viên Không.
Ở đây ban đầu chỉ là những mảnh đất đầy cỏ tranh, lau sậy, hoang dã, thậm chí còn có những thú rừng, động vật nguy hiểm như cọp bêu, rắn rết, bò cạp, vân vân. Rồi từng bước chân khai phá, những đôi bàn tay chịu khó cùng với bao khối óc công tim nhiệt thành của những vị đi tiên phong, trong đó bản thân Ngài Hòa Thượng Viên Minh cũng cầm rửa khai hoang, cầm cuốc đắp đường, ăn mì gói, uống nước rừng, đổ từng giọt mồ hôi để phủ xanh đồi trọc, thay cho những vùng đất hoang đầy cỏ dại với những mái nhà lá đơn sơ. Từng công trình xây dựng đã được dần dần hình thành: chánh điện, nhà chúng, trai đường, lớp học, thư viện, nhà bếp, nhà cư sĩ, vườn thiền Ambapali, vân vân, cùng với những vườn cây tươi tốt, những con đường rợp mát cho lớp hậu bối hôm nay. Ban đầu ở đây chỉ có khoảng chưa đến 10 vị tu nữ. Chính vì vậy, tuy có cơ sở riêng nhưng mọi hoạt động như sám hối, xuất gia, trai tăng, thọ đầu đà, lễ sơn y khatina, vân vân đều được tổ chức binh tăng viện. Đến năm 2013, Ngài Hòa Thượng Viên Minh đã đề cử sư cô Liễu Pháp đi tu học từ nước ngoài về quản lý ni chúng ở ni viện Viên Không. Từ đó, ni viện bắt đầu có những hoạt động độc lập, tách riêng khỏi bên tăng viện. Dưới sự chỉ dạy của Ngài Hòa Thượng Viên Minh cùng với sự hướng dẫn phối hợp tổ chức quản lý của sư cô trưởng Liễu Pháp và sư cô Liễu Tuệ, ni chúng đã từng bước phát triển và trưởng thành về số lượng lẫn chất lượng tu học. Hiện nay ở ni viện Viên Không, ni chúng đã có khoảng 50 vị thường trú, bao gồm tỳ kheo ni, sa di ni và tu nữ. Ngoài ra còn có các giới tử trong thời gian tập sự để chuẩn bị xuất gia, và các nữ tu sĩ hay các hàng cư sĩ từ các nơi khác đến được cùng sinh hoạt và tu học cùng với ni chúng trong từng khoảng thời gian ngắn dài tùy duyên. Ai đã từng đến đây được sống, được học, được tu mới thật sự cảm nhận và trải nghiệm được hạnh phúc của người xuất gia, trong đó có cả thuận lợi lẫn khó khăn, và sẽ thấy được rằng thiền viện Không Viên Không Ni đúng là một cõi thiền thanh tịnh, sáng trong, yêu thương, hòa hợp. Ở đó có những người con gái từng tuổi 18 đôi mươi đã từ giã hạnh phúc tuổi thanh xuân thường tình, đời sống dục lạc của thế gian, lựa chọn việc từ bỏ đời sống gia đình để sống đời sống không gia đình. Ở đó còn có những người phụ nữ trung niên, sau khi hoàn tất bổn phận trách nhiệm với gia đình, với xã hội thế tục, bắt đầu thực hiện ước mơ lý tưởng cho cuộc đời mình. Không có giới hạn về tuổi tác, không có phân biệt xuất thân cá nhân, tất cả có mặt ở đây vì chung một mục đích, chung lý tưởng và tròn đủ phước duyên, được học và được hành theo giáo pháp của Đức Phật Gotama, và được rèn luyện sống đời phạm hạnh, được tu tập để giác ngộ, giải thoát khổ sinh tử luân hồi. Có một thành tựu đặc biệt được đánh dấu bước một sang trang mới của ni viện Viên Không, đó là từ đầu năm 2019, ni viện đã chính thức có hội chúng tỳ kheo ni. Quý sư cô Sa Di Ni đủ tiêu chuẩn đã được sư cô trưởng Liễu Pháp đưa qua Ấn Độ thọ đại giới trong chuyến đi tham dự đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali lần thứ 14 vào tháng 12 năm 2018. Sa thụ lành thay, hoan hỷ thay, kính chúc mừng thiền viện Viên Không Ni. Đây là một điểm son đáng được khắc ghi. Từ những ngày đầu mới được thành lập đến ngày hôm nay, ni chúng luôn được sự quan tâm, nhắc nhở, giáo huấn của Ngài Hòa Thượng Viên Minh, một vị cha lành, một bậc thầy khả kính, một sư ông từ hòa. Đều đặn mỗi tuần, Ngài Hòa Thượng Viên Minh đều lên ni viện để giáo giới, để giảng dạy cho ni chúng. Sau này, khi kết hợp với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật,
trong phương tiện truyền thông, không chỉ ni viện mà nhiều người, nhiều nơi được học với Ngài Hòa Thượng qua các buổi kết nối online như chương trình trà đạo, giảng dạy kinh điển, vấn đạo, vân vân. Dưới Ngài Hòa Thượng, ni chúng còn có một vị, đó là một sư phụ tài trí, vừa là người cha uy nghiêm, vừa là người mẹ từ tâm. Đó là chính là sư phụ Liễu Pháp kính yêu của chúng con. Khi ngoài ra đi, chúng còn có một người chị thân yêu, là một trong những vị tiền bối đã có công góp phần xây dựng thiền viện Viếng Không Ni từ những ngày đầu tiên, sư cô Liễu Tuệ, thật gần gũi, cảm thông, chia sẻ kinh nghiệm tu tập, chỉ dạy nhiều điều trong đời sống thường nhật của đời tu. Hạnh phúc thay, phước lành thay, khi chúng con có được những bậc ân sư đại thiện trí, đức hạnh trong cuộc đời tu. Ở đây, các cô lớn, các cô nhỏ, mới những ngày đầu tập tỉnh bước đầu tu, vào ni viện chưa bước gì, nhưng dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của sư ông, sư phụ, sư chị và các người đi trước, đã biết cách sống, học và tu trong môi trường mới, mặc dầu trong đó không phải lúc nào cũng thuận lợi, có khi có khó khăn, có khi có thử thách, nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng vượt qua để được sống với nhau. Thế tinh thần những người bạn chí thành, thương yêu, bảo bọc, che chở, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt của đời sống tu học. Từng bữa ăn được chia phiên nấu với từ tâm và sự chăm lo sức khỏe cho nhau. Vật thực thọ dụng không mong cầu cao lương mỹ vị, mà với tác ý và quán tưởng, ta thọ dụng vật thực chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh. Khi ốm đau mới thấy tình thân thương được biểu hiện qua từng bát cháo, từng viên thuốc, từng củ gừng, từng chút mật ong hay những nấm lá cỏ cây được nấu xong cho khỏe, cùng với những lời thăm hỏi động viên đầy từ ái. Ôi thân yêu một đại gia đình. Rồi chúng còn giúp nhau trong việc tu học, nhất là trong những mùa an cư, lớp đàn chị đi trước sẽ hướng dẫn cho lớp đàn em. Thời khóa biểu được điền đầy bởi các môn học về kinh điển, về giới luật, vi diệu pháp, giáo pháp căn bản, Pali, ngoại ngữ, thuyết trình, vân vân, cùng với những ngày thực hành khóa thiền nghiêm túc, được thời khóa ngoài hai thời khóa công phu cố định từng ngày. Huynh đệ luôn nỗ lực tinh tấn cùng trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ, nhắc nhở nhau hoàn thành phụng sự, học và thực hành pháp. Trong công việc chung, cùng nhau làm theo sự phân công của ban tri sự, sự sắp xếp của trưởng nhóm, trên tinh thần tự giác, hỗ trợ lẫn nhau và phục vụ tốt. Có những công việc mang nét đặc thù của nam giới, tưởng chừng như người nữ không thể nào làm được. Nhưng ở đây, không có gì là không thể và không có gì là giới hạn. Có sư cô có thể đảm trách những phần việc về điện nước, sửa chữa máy móc, làm đường đi nội bộ, lái xe, đi rừng làm ranh, vân vân. Ngoài việc tu học là chính, nếu chúng còn có một số hoạt động khác như tham gia các giới đàn quốc tế, các khóa tu, các khóa học ngoại khóa, đi bát hàng tuần, làm từ thiện, thăm viếng, vân vân. Riêng sư trưởng Liễu Pháp có rất nhiều hoạt động ở trong nước lẫn ngoài nước. Qua việc giảng dạy, truyền trao giáo pháp, tham dự các hội thảo cấp quốc tế, cấp quốc gia, làm công tác từ thiện, nỗ lực tích cực cho việc thành lập, xây dựng và công nhận của ni đoàn ở Việt Nam, vân vân. Hơn 20 năm, một chặng đường. Nhìn lại để thấy thiền viện Viếng Không Ni từ những bước đầu chập chững của đứa trẻ mới bước vào đời, đến bây giờ qua bao gian lao, thử thách, trui rèn, đã lớn dần lên trưởng thành như những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi, lứa tuổi 20 đẹp tuyệt vời.
lứa tuổi 20 thật tràn đầy năng lượng sống với những thành tựu đã có được. Tính đến ngày hôm nay, tại thời điểm này, Thiền viện Viên Không Ni vẫn còn trên bước đường đổ móng, một nền tảng cần vun bồi kiên cố hơn để xây dựng một ngôi nhà pháp thật vững vàng, thật chắc chắn cho lớp hậu bối, cho những người nữ hữu duyên tìm đến đây học và tu tập. Kính chúc ni chúng Thiền viện Viên Không Ni mỗi ngày một trưởng thành đầy bản lĩnh, vững chãi, dũng mãnh bước tiếp hành trình trên con đường học và thực hành pháp, góp phần truyền thừa chánh pháp đến muôn nơi, đến mọi người và luôn tấn hóa trên con đường phạm hạnh đến ngày giác ngộ, giải thoát khổ sinh tử luân hồi. Chúng con cung kính đảnh lễ và tri ân ngài Hòa thượng Viên Minh Tất Vô Lượng, bậc thầy đã sáng lập Thiền viện Viên Không, cả hai bên tăng viện và ni viện. Chúng con kính thành tri ân sâu sắc ơn đức của các bậc tiền bối đi trước đã đóng góp rất nhiều công sức, tài lực, tâm huyết, trí tuệ cho việc hình thành, xây dựng và phát triển Thiền viện Viên Không Ni. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân sư phụ Liễu Pháp, sư cô Liễu Tuệ cùng với tất cả ni chúng đã cùng góp phần trong việc đào tạo, đầu tư rất nhiều trí tuệ, tâm huyết trong việc giảng dạy, hướng dẫn, sách tấn, sẻ chia để cho ni chúng từng bước trưởng thành trên con đường tu học và xứng đáng để trở thành những người con gái Đức Phật. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư vị được bình an, hạnh phúc và tấn hóa trên đạo lộ giải thoát. Dạ, chúng con xin kết thúc phần trình bày về ni viện Viên Không. Dạ, chúng con xin cảm ơn ạ. Sa thú làm thay. Chúng con xin cảm ơn bài phát biểu chân thành tình xúc động của sư cô Huệ Đức. Và tiếp theo, chúng con xin kính thỉnh sư Thắng Pháp đại diện Thiền viện Viên Không Tăng lên chia sẻ bài phát biểu với hội chúng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lời đầu tiên con xin được thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Viên Minh, thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Giới Đức cùng quý ngài trưởng lão, chư đại đức tăng đang hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Ngày hôm nay nhân buổi lễ kỷ niệm 22 năm thành lập Thiền viện Viên Không, chúng con xin được đại diện quý ngài cùng chư đại đức tăng tại Thiền viện Viên Không có đôi lời chúc thành kính tới quý ngài Hòa thượng, nhất là ngài Hòa thượng trưởng lão Đức Minh. Chúng con xin được thành kính kính chúc ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là tấm gương sáng để cho hàng hậu học chúng con được noi theo. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì dù cái thời gian tiếp xúc chúng con được gần gũi quý ngài không có được nhiều, nhưng mà từ đó chúng con cũng rút ra được rất là nhiều những cái bài học quý báu từ ánh mắt hay là nụ cười hay là những lời giảng dạy rất là gần gũi và giản dị của quý ngài. Và chúng con cũng xin được thành kính kính chúc quý ngài, nhất là ngài Hòa thượng trưởng lão Viên Minh, có được sức khỏe thật dồi dào và để hoàn truyền những cái lời Phật, Đức Phật đã dạy, những lời chân lý, những sự thật mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy, để tạo thêm được nhiều cái hạnh phúc và giúp cho chánh pháp được lâu dài tại thế gian, cũng như là để đem đến cái sự hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và nhân loại. Một lần nữa thì chúng con xin được đi đầu đảnh lễ quý ngài Hòa thượng, ngài trưởng lão Viên Minh, ngài trưởng lão Giới Đức, quý ngài trưởng lão cùng chư đại đức tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lần thay.
Chúng con xin thành kính cảm ơn sư. Tiếp theo chúng con xin kính thỉnh sư cô Tịnh Nhẫn, đại diện Tịnh An Lan Nhã lên chia sẻ với hội chúng trong buổi sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh sư cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Lời đầu tiên cho con kính lễ sư ông Tổ Đình Bổ Long, và con kính lễ sư ông Hiện Không Sân Thượng, cùng kính lễ sư Tăng Đức Ni đang hiện diện nơi đây, và kính chào toàn thể đại chúng. Con pháp danh Tịnh Nhẫn, con được thầy con là Tịnh, chúng con đại diện cho Tịnh An Lăng Nhã, và được thầy con cho phép con lên nói vài lời tri ân sư ông cũng như các thế hệ đi trước, huynh đệ của thầy con. Thì chúng con hàng hậu học không được phước duyên tiếp cận nhiều với quý sư ông cũng như với những huynh đệ của thầy con. Nhưng trong hiện tại, chúng con cũng được nghe thấy và qua thân giáo của quý ngài, cũng như nghe lại những lời nhắc nhở từ sư phụ cũng như là huynh đệ của sư phụ con đã 8 tháng những công hạnh của quý sư ông cũng như những huynh đệ của thầy con đi trước, nên chúng con cũng có một ít cảm nhận về sự hy sinh của quý sư ông cũng như là quý huynh đệ của thầy con đi trước đã cho chúng con hôm nay có cơ hội được học pháp, được hành pháp, và có cơ hội được phục vụ trong khả năng giới hạn cũng như là với sự hiểu biết thiện cận của mình trong khả năng của chúng con. Nhưng đó là thực tại của chúng con, như lời sư ông nói thì con cũng không biết nói gì hơn, vì tối qua thầy con cũng mới nói nên là con cũng không có lời gì hết. Nhưng mà con cũng vừa nghe quý huynh đệ ở thiền viện Viên Không Ni đã nói rất đầy đủ và xúc tích về những cái mà nỗi lòng của chúng con tri ân về quý sư ông cũng như là các tiền bối đi trước của thầy và huynh đệ của thầy chúng con. Nhưng con có một vài lời cảm khái, cũng cảm nhận về cái công hạnh của sư ông mà con được tối qua con vừa được nghe sư ông Hiền Không Sân Thượng cũng hoan hỷ tán thán về công hạnh ấy. Con thật sự xúc động khi biết là sư ông đã khai sơn Hiền Không Sân Thượng cũng như là thiền viện Viên Không Tăng và Ni, và những cái việc làm cụ thể của sư ông. Nhưng trên hết, trong hiện tại thì con không thể nói là thông điệp của sư ông không phải là một cái thông điệp nhắn gửi, mà là một cái đời sống đạo và một nếp đó sống đạo mà sư ông đã truyền tải qua những cái phương tiện ngôn ngữ để sư ông nói đến chúng con. Nhưng mà sư ông đã sống với cái đời sống đấy. Con không biết nói gì hơn, thì con mượn cái lời mà sư ông đã truyền tải cái đời sống mình vào cái câu thơ của sư ông đã nói, thì con xin đọc lên cái bài thơ ấy để thay cho lời cảm khái của mình. Tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tạng, chết từ thuở lọc lòng. Thì con xin cảm nhận cái lời sâu sắc này, sư ông đã không nói về nó mà sư ông đã gửi cái đời sống của mình vào nó. Và chúng con không biết nói gì hơn là kính tri ân cái sự từ tâm sâu sắc của sư ông đã thầm lặng, đã trợ duyên cho ni chúng chúng con, để chúng con có cơ hội được học hỏi từ chư đại đức tăng đã luôn sách tấn nhắc nhở và giáo giới cho chúng con, để chúng con không đi lạc lối cũng như luôn vững tin trên con đường mình đi.
văn bất tận ngôn nên con cũng không thể quá ngôn ngữ không thể diễn tả được những cái sự thật mà quý ngài quý hòa thượng đã sống với, nên con cũng xin cầu chúc cho quý sư ông quý ngài được sức khỏe thanh an và được trụ thế lâu dài để chúng con có cơ hội để chúng con tiếp tục noi theo cái bóng mát đó khi mà chúng con còn những bước đi chập chững của mình. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn. Và con xin kết thúc cái lời cảm khái của con về sư ông cũng như là những huynh đệ của sư ông và gửi lời tri ân đến sư phụ cũng như là quý huynh đệ của sư phụ con, những người đã hy sinh thầm lặng, những việc làm không tên. Buddha sasanam chirang tithatu, Buddha sasanam chirang tithatu, Buddha sasanam chirang tithatu. Con xin kính lễ Đức Phật, con xin kính lễ Đức Pháp, con xin kính lễ Đức Tăng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thu lành thay. Chúng con xin cảm ơn bài phát biểu của sư cô Thịnh Nhẫn. Tiếp theo, chúng con xin kính thỉnh sư cô Diệu Định, đại diện Thiền viện Phước Sơn, lên chia sẻ với hội chúng trong sáng hôm nay. Chúng con xin kính thỉnh sư cô. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch quý ngài, kính bạch ngài nhiệm chủ trụ trì, ngài hòa thượng nhiệm chủ trụ trì chùa Bổ Long, kính bạch ngài hòa thượng ở người Huế, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa ni sư ni cô và các cô tu nữ và quý Phật tử đang tham dự buổi mừng thọ của ngài Diệu Chủ Hòa Thượng Diệu Chủ trụ trì Thiền viện Bổ Long. Cô tu nữ Diệu Định xin đại diện toàn thể quý cô tu nữ ở Thiền viện Phước Sơn rất hân hạnh hôm nay được tham dự buổi lễ mừng thọ của sư ông, cũng như là được tiếp nối với những chương trình hội quý cô vừa đọc qua, cũng như là ngày khai mở cái đại diện hôm nay được 20 mấy năm. Lúc đó cô có chúng cô ở tu nữ thì diệu phúc có lên đây là một cái đầu hoa văn có cây mọc bốn tùm rắn rết bò ngổn ngang, cho nên chúng con lúc đó cũng sợ lắm. Nhưng mà hôm nay thì nhờ sư ông cũng như sư cô Liệu Pháp và các vị ni sư sư ở đây mà con có cái công về dưỡng hôm nay được khang trang, con vô cùng quan hệ. Trước nhất là hôm nay là ngược ngày cũng như là chúc mừng thọ của ngài. Chúng con không có chi, chỉ cầu nguyện cho ngài được sống khỏe, sống thọ, sống an vui. Ngài là một cây đại thọ để che chở chúng con trên bước đường để tu tập. Cũng như con vừa đã nghe nhiều bài pháp của ngài, mà pháp của ngài rất là đặc biệt, không như các bài pháp khác, các vị khác. Bởi vì ngài, bài pháp của ngài đi đâu cũng ngồi chỗ nào, làm việc chuyện gì cũng được hành pháp được hết. Vì mình luôn luôn chánh niệm, luôn luôn biết sự việc mình đang làm là cái đó là cái tu của mình. Chúng con rất là tâm đắc những bài pháp của ngài, con vui vô cùng quan hệ. Hôm nay là xuân đã qua, hạ đã đến, thì cũng ngày cũng là một ngày để mừng thọ cho ngài. Thì chúng con xin đại diện quý cô tu nữ xin kính chúc ngài sống thọ, sống khỏe, sống an vui, để ngài là một cái
cây tàn cây cổ thụ để che mát cho chúng con, nhất là ni viện ở đây ủng hộ cho sư cô Liễu Pháp và các ni sư ở đây được hoàn thành nhiều cái tốt đẹp hơn. Kính chúc ngài chúc ngài sống thọ nhiều niên, trăm tuổi dường xuân hoa nở, danh thơm ở thế muôn đời, dạng ngờ pháp giới tên ngài sử sanh, cúc cung ba lại kể ngài, thân tâm thường lạc phước tẩy Thái Sơn. Cũng chúng kính chúc quý sư được nhiều sức khỏe an vui để tu hành, kính chúc đi sư đi cô quý cô tu nữ được khỏe mạnh an vui để tinh tấn tu hành để mong giải thoát kiếp mai sau. Kính chúc quý Phật tử tham dự buổi lễ hôm nay được khỏe mạnh an vui, thuận may trong đời sống, gia đình hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Mạng Gia, Nam mô Sang Khai Gia, Nam mô Chúc Sa Chúc Cảm Thầy. Chúng con xin thành kính cảm ơn lời phát biểu và lời chúc của sư cô Diệu Đình. Tiếp theo, chúng con xin kính thỉnh sư cô Hồ Tâm, đại diện Thiền viện Vi Không Ni, lên chia sẻ với hội chúng trong buổi sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch Trân Sư Ông Bổ Long, kính bạch Trân Sư Ông Huyền Không, kính bạch Sư Phụ cùng toàn thể quý sư cô và hội chúng. Con xin đại diện cho ni chúng Thiên Không Pháp Linh phát biểu lời cảm nghĩ của con. Lần đầu tiên khi con đủ duyên lành biết được Đức Phật là một con người lịch sử, lúc đó con rất là bất ngờ, tại vì trong đầu con không có khái niệm về Đức Phật như là một cái vị giáo chủ mà mình tự tôn xưng lên thôi. Nhưng khi mà con biết được Đức Phật là một nhân vật lịch sử thì con nghe những cái lời dạy của ngài, con rất là hoan hỷ và xúc động. Nhưng mà rồi sau đó thì cái tâm của con cũng mong muốn là mình tìm hiểu về cái con đường tu tập. Thì con cũng mãi lang thang là đi hết nơi này đến nơi khác. Con đến trú xứ này một cái thời gian con trải nghiệm. Đến trú xứ khác con cũng tham khảo cái phương pháp tu. Mà con vẫn cảm thấy nơi nào con cũng có một cái sự gọi là khúc mắc bên trong mà con không tháo gỡ được. Thì đến một ngày khi đủ duyên lành con được nghe những lời dạy của sư ông. Con lúc đó trong tâm con là đầy những cái sự xáo động. Thì con nghe sư ông dạy con rất là ấn tượng hai câu mà sư ông dạy con là cuộc đời là trường thiền vĩ đại nhất và chính những khó khăn nghịch cảnh là những vị thiền sư vĩ đại nhất. Thì lúc đó con thắc mắc, ủa tại sao lại như vậy? Thì khi mà con nghe tiếp lời dạy của sư ông thì hóa ra chính cuộc đời của mình mới là một cung cấp cho mình những cái phương như sư ông đã dạy, cung cấp cho mình những cái pháp môn mà phù hợp với căn cơ của mình nhất. Chứ còn mình đi đâu, mình đi lang thang nơi này nơi kia, mình tìm thì cũng chỉ là bên ngoài thôi. Thì lúc đó khi mà con quay về nhìn lại bên trong con thì dường như con thấy được những cái tâm của con, tâm tham con, tâm sân, tâm ích kỷ, tâm những cái tâm mà nó trào tử bên trong con. Thì những lúc như vậy, khi mà những lời của sư ông dạy cứ luôn luôn vang lại bên trong con, thì khi mà vang lại như vậy thì mỗi lần như vậy là nước mắt con rơi. Mà khi nước mắt con rơi thì lúc đó là con cảm nhận đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt khổ đau. Và con đọc được bài của sư ông dạy là cuộc đời là vị thầy dạy biết bao chân lý, chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. Thì đúng là những lời khai thị đối với con khi mà
lúc đó con phải tự đối diện với những cái khó khăn trong gia đình, trong công việc. Và thực sự những lời của Sư Ân đã đi vào trong tâm con một cách rất là tự nhiên. Và chính cái điều đó con đã tìm đến và đã biết được về Phật giáo Theravada, và đã đu duyên xuất gia với sư phụ và trở thành một thành viên trong ni chúng. Và con cũng xin nhân ngày thánh tế của Sư Ân, con xin lên dâng lên Sư Ân những lời tri ân chân thành nhất, sâu sắc nhất mà chính Sư Ân đã giúp con vượt qua được những cái khó khăn, những cái phiền não bên trong con. Và nhân đây con cũng xin kính chúc Sư Ân luôn dồi dào sức khỏe và trở thành cõi tùng bất trường, để chúng con có chỗ nương nhờ là bóng mát để che chở cho hàng hậu học chúng con. Thì con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Sư Ân rất là nhiều. Con xin Sa thú làm thay. Xin cảm ơn bài phát biểu của sư cô Hồ Tâm. Cuối cùng xin mời Phật tử Viên Sinh, nhóm Tánh Biết ở Nghệ An, hoan hỷ lên lễ đài để chia sẻ bài phát biểu của mình. Xin mời chú. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Lời đầu tiên con xin thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Viên Minh, Viên Chủ Chùa Biểu Long và Viên Chủ Khai Sơn Thiền Viện ở Viên Không Nghi. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Sứ Đức cùng quý chư tăng ni có mặt trong buổi lễ hôm nay, cùng toàn thể Phật tử tham dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa Ngài Hòa Thượng Viên Minh, hôm nay con vô cùng hoan hỷ và xúc động được đứng nơi đây để nói lời thành kính tri ân đến Ngài cùng các quý chư tăng ni có mặt hôm nay. Thật sự là chúng con xúc động, và con là đại diện cho các quý Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay, và đặc biệt là quý Phật tử của xứ Nghệ chúng con. Xứ Nghệ chúng con thì so với các vùng, các tỉnh, các khu vực khác thì nó rất là thiệt thòi. Người ta biết đến xứ Nghệ chỉ có là nắng và gió và bão tố. Nhưng chúng con biết điều đó, và chúng con cùng nhau sách tấn khi đã được biết đến Ngài Hòa Thượng Viên Minh. Bản thân con thì chúng con ở cái nhóm Phật tử xứ Nghệ, đặc biệt xứ Nghệ chúng con thì đa số là nam giới nhiều hơn nữ giới, và đa số là các Phật tử đang đi làm. Người thì làm ở công ty, người thì làm ở đơn vị nhà nước, và cũng rất là biết đến Phật Pháp, thì cũng tương đối là cũng một thời gian dài rồi. Nhưng
anh em chúng con có một điểm chung là mới biết đến Phật giáo Theravada là mới gần 3 năm nay thôi. Cũng là gần cái ngày gặp được Ngài Viên Minh, lần đầu tiên trực tiếp Ngài Viên Minh có về xứ Nghệ chúng con. Và cái dẫn dắt để chúng con biết được quý Ngài Hòa Thượng là con nghĩ là cũng do cái sự vận hành của Pháp. Bản thân con thì là một người ở xứ Nghệ và theo Phật giáo phát triển. Thì con đầu tiên thì cũng được một vị thầy bên mật tông là con quy tam quy ngũ giới của vị thầy mật tông. Rồi con cũng tu tập. Bản thân con là một người cũng là con nghĩ là cũng rất là tinh tấn trong cái việc tu tập của mình. Rồi con cũng không thấy được, không thỏa mãn được cái cách tu tập của con. Con lại tìm đến các cái vị thầy về bên tịnh độ tông. Và con cũng rất là tinh tấn, nên cũng cảm thấy không thỏa mãn. Và dần dần thì con biết được Ngài Hòa Thượng Viên Minh qua Du Tục Tuất. Và con mới thấy rằng thì chính là vị minh sư của mình đây rồi, mặc dù mình chưa được gặp Ngài. Và đến khi chúng con được gặp Ngài thì thực sự chúng con mới qua các cái bài pháp của Ngài và được gặp Ngài, thì chúng con đúng là cái sự vận hành của Pháp. Và những cái lời dạy, những cái bài pháp của Ngài rất là đơn giản, nhưng mà vô cùng nó sâu sắc và yên thông. Thì con cũng xin chia sẻ một chút, vì thời gian có hạn. Thì cái bản thân của con đang làm việc, thì với cái bài pháp của Ngài nó là thận trọng chú tâm quan sát, thì cái này con ứng dụng thực hành nó rất là nhanh. Khi công việc của con làm rất là, nó có thể nói người ngoài nhìn vào nó rất căng thẳng, khối lượng công việc nhiều, nhưng mình ứng dụng vào cái bài, cái câu của Ngài, cái bài pháp của Ngài vào trong công việc, một mình làm việc một cách khách quan vô tư, không cố chấp và không ích kỷ, thì cái công việc là nó rất hiệu quả. Và mọi người nhìn vào thấy là không hiểu là cái ông này ông làm việc kiểu gì, tức là cái sức của mình bỏ ra thì rất là nhiều, và cái thời gian của mình làm việc thì cũng nhiều, nhưng mà cái hiệu quả mang lại thì nó rất là lớn. Là cái thứ nhất là được mọi người tin tưởng và thấy được cái bản thân của mình, là họ biết được mình là một con người một con người Phật tử, và họ thấy được một người Phật tử là sẽ hơn những cái người mà chưa biết đến đạo, chưa phải là Phật tử. Thì con thấy rất là hạnh phúc và rất là biết ơn Ngài. Hôm nay trong cái nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập Thiền viện Viên Không Ni, và cũng là cái dịp sinh nhật của quý Ngài, thì chúng con vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc được góp một phần nhỏ bé của mình trong cái để cúng dường Ngài Hòa Thượng Viên Minh, cùng Ngài Hòa Thượng Giới Đức, cùng quý Chư Tăng Ni có mặt hôm nay để bày tỏ cái tấm lòng thành kính sâu sắc tri ân đến vị thầy của mình. Một lần nữa thì không biết nói gì hơn, con kính chúc Ngài Hòa Thượng Viên Minh, Ngài Hòa Thượng Giới Đức cùng toàn thể quý chư tăng ni sức khỏe dồi dào, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cây cổ thụ để chúng con nương nhờ trên bước đường tu học. Và
con cũng có một cái lời xin kính thỉnh các ngài Hòa thượng Viên Minh, ngài Giới Đức cùng toàn thể quý chư tăng ni hôm nay thương tưởng đến cái Phật tử xứ Nghệ chúng con. Chúng con vào đây, chúng con thấy cái bản thân xứ Nghệ chúng con rất là thiệt thòi. Không nói đến là cái Phật giáo thì có chứ không phải là không, nhưng Phật giáo nguyên thủy thì có thể nói là không có, và cũng chỉ được nếu gọi là Phật tử nguyên thủy thì cũng chỉ được 15 người, và hôm nay chúng con vào đây là 12 người. Thì một lần nữa thì con xin thành kính tri ân ngài Hòa thượng Viên Minh cùng ngài Giới Đức cùng toàn thể quý chư tăng ni có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính chúc một lần nữa, kính chúc ngài Hòa thượng Viên Minh, ngài Hòa thượng Giới Đức cùng toàn thể quý chư tăng ni lời chúc sức khỏe dồi dào, tuệ đắc thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là cây bóng cả để chúng con nương tựa vào trên đường tu học. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Sa thú sa thú là thầy. Xin cảm ơn chú Viên Sinh đã thay mặt Phật tử nói lên lời tri ân với quý ngài Hòa thượng. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tam bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Ngưỡng bái bạch quý ngài Hòa thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể hội chúng. Thay mặt cho đạo tràng, chúng con xin thành tâm đảnh lễ và công thỉnh ngài Hòa thượng Huyền Không Sơn Thượng từ bi hoan hỷ ban cho chúng con lời đạo từ trong buổi sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính công thỉnh Hòa thượng. Hồi nãy giờ chưa biết là nói hết trơn rồi, bây giờ việc nói đi. Kính bạch đại sư huynh, những người ở đây nói là ngài Khai Sơn Viên Không đi, nhưng thật ra là Khai Sơn gặp Viên Không Tâm, Khai Sơn cả riêng Không Lân Cô. Và đặc biệt á, Khai Sơn thì Không Lân Cô thì bây giờ phát triển vững mạnh lên với thành ba cơ sở. Năm bảy chục chư tăng ni, hàng ngàn Phật tử có mặt ở cổ đô cũng đều là từ sự khai sơn của ngài tại được Không Lân Cô. Khai Sơn Huyền Không Tăng, Khai Sơn Huyền Khách Viên Không đi là những cái chỗ mà đầu tiên khi mà mặt đất còn hoang sơ thì tôi đã có mặt ở đây và chứng kiến những gian lao vất vả của chư ni. Có những cái thế hệ đi trưởng tị mùi phải đi sư liệu pháp vất vả cực kỳ, khó khăn cực kỳ, mà những cái bàn tay thứ sinh thế này này rụt máu, rồi khi ngài về Bộ Long thì Bộ Long thuở trước cũng hoang sơ chứ có gì cả, ngài bây giờ biến Bộ Long thành tổ đình, không phải là tổ đình Bộ Long mà trở thành tổ đình của Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Thì cái bóng của ngài như thế nào? Tôi lắng nghe tất cả những lời phát biểu
đọng lại trong tôi chỉ có mấy từ. Từ thứ nhất là tri ân. Tri ân là cái hàng cao quý. Trên thế gian mà kẻ vong ân bội nghĩa thì không làm được việc gì trên đời này. Thành tri ân rất là quý báu. Và tôi nghe được cái hành tri ân đó bàn bạc trong những cái lời phát biểu. Rồi những cái cụm từ mà đồng lại thứ hai là vĩ ngài như đại thù, như cổ thù, như bóng mát. Giống như bà sư bà dự định đó, tuổi rất già, lớn tuổi như vậy mà nghe pháp và lãnh hội được những bài giảng của ngài cũng là hy hữu. Rồi sư bà dự định tỉnh táo sáng suốt phát biểu thì cũng nghe mấy lần đại thù, cổ thù, bóng mát. Thì quả thật vậy, ngài là một đại thù, một cội cây rất lớn, rất hùng vĩ, tỏa bóng nạc khắp nơi. Bóng mát không phải trong Việt Nam, mà cả Hoa Kỳ, cả Canada, cả Malaysia và cả 12 nước châu Âu. Bóng mát đó không nhỏ đâu, không phải giới hạn như viên không đi này đâu. Cho nên để kết thúc ngắn gọn thôi, xin lượm lặp tất cả những ý tưởng tư tưởng đó, nó đồng lại trong một câu thơ: đại thù thiên nhân gian. Cái cây này lớn lắm, đại thù thiên nhân gian là một phần trời, tôi chiếm cả một phần trời. Đại thù thiên nhân gian, không lâm vì tăng hữu. Không lâm là tất cả những cái thiền viện, từ viện, thiền đường, tất cả cái rừng thiền đến thế gian vì tăng hữu chưa hề có, chưa hề có. Ngay vừa kể không, ngài đã bổ khá sớm rồi, tôi bóng mạc lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Cho nên đại thù thiên nhân gian, không lâm vì tăng hữu. Bóng mát tỏa 3000 nhà lan lưu ảnh cựu. Cựu là lại dài lâu đó. Cái bóng mát nó lưu giữa tất cả những cái ngôi chùa thiền viện tự viện đến trái đất này rất là lâu dài. Xin đọc lại: đại thù thiên nhân gian, không lâm vì tăng hữu. Bóng mát tỏa 3000 nhà lan lưu ảnh cựu. Xin hết. Sa thú thành thầy. Chúng con xin thành kính tri ân lời đạo từ quý báu của ngài Hòa Thượng. Tiếp theo chúng con xin thành kính đảnh lễ và công thỉnh ngài Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Bửu Long và cũng là Viện Chủ Khai Sơn Thiền Viện Viên Không từ bi hoan hỷ ban cho chúng con lời đạo từ để chúng con có được sự lợi ích, sự an vui lâu dài và tấn hóa trên con đường tu học. Chúng con xin thành kính đi đầu đảnh lễ và công thỉnh Hòa Thượng. Sa thú lần thầy. Hôm nay thầy rất là vui khi mà tham dự cái ngày kỷ niệm 22 năm thành lập Viên Không. Và hồi nãy thì các vị cũng đều đã nghe rồi, là những bước đầu đến đây thì rất là khó khăn, gian khó. Có một cái điểm nhỏ nhỏ mà quý vị chưa nghe nhắc đến. Đó là hồi trước là thầy có một cái cốc ở trên núi. Bây giờ cái cốc đó là cho các vị thầy ai muốn đến tu thì tu ở trên đó, ai tâm phái nào cũng được đến nó tu thì tu ở trên đó. Thì khi mình lên đó, nhân duyên mà lấy được cái cốc ở trên đó thì
mình thấy là có một lần sư đệ của thầy là sư Hộ Pháp, mình đi lên đó thăm thầy, nhưng mà đi nửa đường là muốn hụt hơi. Muốn hụt hơi luôn, bởi vì sư có lẽ ít đi leo núi. Thầy thì hồi đó còn khỏe cho nên là đi lên đi xuống dễ dàng, nhưng mà thấy sư thúc đi mệt như vậy thì thầy mới ngồi trên đó mới nhìn xuống dưới này. Mình thấy có một cái vạt đất trống. Trống tức là không có nhà, chứ còn ở trong đó thì họ cũng có trồng điều, trồng đồ kia đó. Thì mới nghĩ rằng là nếu mà mình xuống ở dưới đó đó, mà mua được cái miếng đất ở dưới này á, thì làm dưới này. Còn ở thì ở trên đó, nhưng mà Phật tử thì tới dưới này nó dễ hơn. Chứ mà trên núi đó, núi trên cao đó. Thì khi như vậy á, thì thầy mới xuống dưới này mới hỏi bà con ở đây, thì bà con mới nói là có cái chỗ đó người ta bán. Mà thật ra là lúc đó cũng chưa, cái nguyên do là bán là như thế này, tự nhiên dưới này nó cháy hết, thành ra là cây cối gì họ trồng là cháy hết. Thành khi mình tới xin mua đó thì họ sẵn sàng bán lại. Và lúc đó thì đất ở đây còn rẻ lắm. Lúc đó các vị ở bên sư huynh của thầy là Ngài Phật Nhân với là cô Trí Hạnh là sẵn sàng giúp đỡ để mà mua cái chỗ đất đó. Thì cái chi tiết đó là thế này, hồi đó ở trên đó, nhưng mà định xuống dưới này làm rồi trưa ăn đó, là leo lên núi lại ăn trưa rồi leo xuống làm, chứ không phải là ở dưới này đâu. Đó, suốt cả tuần lễ như vậy á, để mà xuống là để lúc đầu là để mà phát dọn cho nó sạch sẽ thôi. Sau đó đó có các cô ở dưới viện không lên, rồi có sư không sư Vũ Lâm, nhưng mà có sư Quán Nguyên hay cái gì có không đó, là đến giúp thầy. Thì lúc đó nếu mà cứ mọi người mà leo xuống như thầy thì chắc là không ai làm rồi. Cho nên đó, lúc đó là mình cắm đài rồi cái đó để mới làm rồi âm thầm cứ làm. Thì lúc đó nó mới hình thành được cái huyền không tăng. Rồi một năm sau đó, thì ở bên này người ta cũng là kêu bán cái đất bên này. Thì thầy thấy hay quá, bởi vì là có bên này để làm thành cái ni thì nó tốt hơn, cho nên đó là thầy mua được cái chỗ bên này. Bây giờ vì vậy cho nên nó có cái viên không ni. Thì có một cái chi tiết này nhỏ nữa, đó là hồi trước á, là khi thầy học xong cái bên Đại học Phần Hành á, thì Ngài Giới Nghiêm mới là kêu về để mà dạy cái Phật học viện mà Ngài lập ở Thà Chùa Phật Bảo ở quận Tân Bình. Thầy về dạy đó được 3 năm. Thì vừa dạy nó vừa học, từ mình nghiên cứu học hỏi. Thì tự nhiên mới là nhận ra được cái pháp tu thực sự là như thế nào. Do đó mới từ giã cái việc dạy dỗ cái Phật học viện đó. Thầy mới là đi ra Huế, và cũng có cái nhân duyên, có một cái anh đó, anh mới nhường lại cái chỗ đất đó cho chùa, cúng đàn cho chùa. Thì thầy mới lập cái huyền không. Thì để thầy giải thích cái từ huyền không một chút xíu. Cái hồi đó thầy nghiên cứu nhiều, học hỏi về đạo Phật, rồi đạo giáo. Nói chung là không phải là chỉ học Phật học không, và tự mình nghiên cứu. Thì thầy có một cái lời điểm là tự học, chứ không có đi học ở đâu. Cái tự học đó, nó có một cái lời điểm là thế này, tức là mình phù hợp, mình thích cái môn gì, mình phù hợp với cái điều gì ấy, thì mình chọn mình học, chứ không có học những cái môn mà nhiều khi mình thích.
mình đi học là nhiều khi có những môn khúc trích mà mình cũng phải học, nếu không thì cũng đủ cái tiếng chỉ gì đó để mà thi. Còn cái này là mình thi với ai cả, cho nên mình cứ tự nghiên cứu, và tự nghiên cứu thì đòi hỏi phải làm việc đầu óc rất là nhiều, tức là mình nghiên cứu là mình không hiểu, là mình phải tìm hiểu, mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm. Do đó mà cái học của thầy nó khác, học của thầy cũng khác, là gần như học cái học thì học trên sách vở, nhưng mà thấy ra trên thực tế thì nhiều hơn. Chẳng phải là hoàn toàn là mình học trên sách vở. Thì nhờ đó thì thầy mới thấy là bây giờ đó, thầy thấy ra cái đào nó có hai mặt. Một mặt là không, tức là mình phải trở về với cái rỗng lặng trong sáng của tâm mình. Và sau này thì mới thấy là Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Ngài nói rằng là cái tâm mình vốn là tỏa sáng, cái Vipassana chúng ta, tức là tánh biết đó. Tánh biết mà ở Nghệ An có cái nhóm tánh biết đó, là cái tâm mình vốn là nó tỏa sáng. Nhưng mà tại vì mình không biết cái tâm tỏa sáng, cho nên mình cứ ham muốn đi tìm cái gì đó, cái sáng nào đó ở bên ngoài. Thì không biết tâm mình tỏa sáng thì đó là vô minh, mà ham muốn đi tìm cái bên ngoài đó là ái dục. Vô minh ái dục chính là cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Cho nên á, cái trong huyền không á, thì cái chữ không á, là để nói đến cái tâm rộng lặng trong sáng mà Đức Phật Ngài dạy. Mà thật ra tu hành chỉ là trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng đó, chứ không phải là đi tìm để đạt được một cái gì ở đâu khác. Cái thứ hai á, là chữ huyền. Chữ huyền á, thì thầy học được từ Lão Tự. Là trong Lão Tự có một cái từ gọi là huyền đồng, là huyền chiều, huyền chúng diệu chi môn. Tức là cái huyền là hòa nhập, hòa đồng vào vạn pháp. Thì mình vừa trở về không, nhưng mà mình vừa hòa nhập với vạn pháp. Chứ không phải là trở về không mà trú vào cái không thì cũng được. Mà nếu mình chạy ra theo vạn pháp thì cũng được. Thì thường thường người tu của mình nó hay bị rơi vào một chiều. Có người thì là lăng xăng đi ra ngoài làm những việc ở bên ngoài thì nó sẽ bất tận, nó không bao giờ nó đến tận cùng. Còn người thì cứ cố gắng tu hành sao để mà trở về cái tịch tịnh bên trong thôi. Nhưng mà cái đó nó vẫn là cái biên kiếp hay là phiến diện. Nên trong cái tu tập đó, nó phải có hai mặt. Thì thầy khi mà thầy nghiên cứu Phật, đạo Phật, nghiên cứu các tôn giáo thì thầy thấy ra được hai mặt đó. Cho nên ấy, thầy mới bắt đầu đi lập cái chùa huyền không. Và đầu tiên khi thầy lập chùa huyền không á, thì được sư thúc Giới Đức, sư thúc Phúc Tông, sư thúc Tuệ Tâm là những người là ủng hộ thầy để mà thành lập cái huyền không. Nhưng mà cái huyền không đó nó cũng dở, mà có cái hay, cũng có cái hay của nó. Là cái huyền không nó được khoảng 5 năm hả? Phải không? 5 năm hay 7 năm gì đó. Thì coi như cái huyền không mà ở Đăng Cô đó mất. Nhưng mà cái mất đó đó cũng hay, là ở cái chỗ là nó mất đi để nó biến hóa vô cùng. 78 tức là 73 đến 78, 5 năm hả? Chỉ có tồn tại có 5 năm thôi. Nhưng về sau này ấy, cái tinh thần của huyền không ấy, càng ngày càng đi vào lòng người, đi vào những cái tăng sĩ. Con mà muốn đến chỗ này. Mất chùa đó, đau đầu đấy. Thứ tốt viết cái bài là huyền không tự khúc ca, hoặc là huyền cống ruột cằn chuyển chiều, ngàn xưa gọi danh đấy. Cháu cứ mất chùa việc vậy đâu. Mà Ngài thì khỏe ra. Ngài nói sao biết không? Thiền thất của Thầy trừ trả cho mây, thân Thầy tan tù,
rầy đỏ mai đây khỏi ra xà thu lên đây. Thì á, cái huyền không hình thức lúc đầu mà mình hình thành á, nó biến mất, nhưng mà nó biến ra thành huyền không, rất nhiều huyền không, nào là huyền không sân hà, huyền không sân thượng, huyền không sân trung, rồi huyền không hải ngoại, và huyền không trong viên không đó. Thì những cái tinh thần đó bây giờ là nó trải dài rồi. Nói khắp thế giới thì nghe nó hơi to quá, nhưng mà đúng là bây giờ ở châu Phi thì chưa châu Phi chưa, chắc còn mà châu Âu, châu Mỹ, châu Úc gì đó thì cũng đã cái tinh thần đó nó đã lan tỏa. Và bây giờ đó thì thầy rất hoan hỷ khi thấy là hồi xưa thì mình về đây thì đổ mồ hôi để mà làm, rồi có các cái chư tăng tu nữ ở Vũ Long về đây cũng cùng với thầy là hy sinh từng giọt mồ hôi nước mắt, thì cũng ngờ là bây giờ nó lại thành tựu được như thế này. Đó là cái điều mà thầy thấy mình rất là hoan hỷ, bởi vì không ngờ cái tâm nguyện lúc đầu với là một cái nhận ra được cái pháp lúc đầu như vậy mà bây giờ lại là có thể lan tỏa đến mọi người, đi vào tâm hồn mọi người. Thì thầy cũng không biết có lẽ có người nói rằng là thầy là có ở trong cái thời Đức Phật. Có người nói là thầy là cái người mà làm một vị vua ở trong thời Đức Phật. Thì thầy cũng biết cái điều đó có đúng hay không. Nhưng mà nó lạ lùng là ở trong thâm tâm thầy ấy, là thấy những cái hình ảnh mà trong cái thời Đức Phật ấy. Bây giờ mình thấy bây giờ nào là giáo hội, nào là tông phái này, tông phái kia, mà thầy thấy rất là nó giống như trong thời Đức Phật, từ cái việc xuất gia cho đến cái việc tu tập cho đến mọi sự là ở trong cái thời đó nó rất là bình dị. Và đạo Phật mà Đức Phật ngài khai thị đó, nó rất là gần gũi với con người. Những con người như là Ambapani, những con người như Yassa, những con người như là Angulimala cũng phải là những người mà tu hành ngày đêm. Thế mà Đức Phật khai thì đều là giác ngộ. Những người như là năm vị Kiều Trần Như thì đâu có, lúc đó đâu có pháp của Phật đâu mà tu, toàn tu khổ hạnh không thôi, nhưng mà Đức Phật ngài nói cũng vẫn là giác ngộ. Vậy thì cái chân lý mà Đức Phật khai ngộ đó là một cái chân lý mà nó thực ra là nó có sẵn ở giữa, có sẵn cho chúng ta, chỉ có điều là chúng ta không thấy mà thôi. Cho nên Đức Phật mà mình khai thị để cho chúng ta thấy. Thì cái chân lý là cái điều mà nó rất đơn giản, nó rất giản dị, rất gần gũi. Và không phải là gần gũi mà nó là chính mình. Nó không phải là gần gũi nữa mà nó là chính mình. Chân lý ở ngay nơi chính mình, ở ngay trong cuộc sống. Và không phải là ở đâu xa mà phải đi tìm, mà phải lặn lội, mà phải khổ cực. Bớt mắt là thấy, ai không có bụi trong mắt là thấy. Và vì bụi trong mắt quá nhiều cho nên không thấy mới đi tìm, mới cố gắng, mới đạt được cái này, để đạt được cái kia. Còn nếu chúng ta biết mở mắt ra thì ngay đó là Phật, là Đạo, là Pháp. Thì cái tinh thần đó, khi mà thầy thấy ra được cái tinh thần đó thì thầy muốn là chia sẻ với mọi người cái tinh thần sống rất là đơn giản, trở về lại với chính mình. Thầy có nói một câu mà hơi sốc. Câu đó là như thế này: dù mình có học kinh luận của ba đời chư Phật, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca không nha, kinh luận của ba đời chư Phật, có thuộc lòng kinh luận của ba đời chư Phật thì cũng không bằng là đọc lại chính mình
tại đây và bây giờ, trong cái khoảnh khắc tại đây và bây giờ. Mọi người nếu mà trở về đọc lại chính mình thì ngay ở đó mình sẽ thấy ra cái chân lý mà Đức Phật Ngài muốn khai thị. Đó là tất cả những gì mà Thầy muốn khi Thầy thấy ra điều đó thì Thầy muốn chia sẻ với mọi người, và mong rằng mọi người nhớ lại một cái lời của Đức Phật, đó là Atta Ayatano Natho Puhi Natho Posiya Atana Vasudante Natan Lafati Dunafan. Mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ bất kỳ ai khác. Khi trở về được với sự thuần tình ở chính mình á, hay là khi mình thuần tình được là chính mình á, thì đó là nơi nương nhờ hy hữu. Cho nên á, là không có đọc bài, không có đọc cái kinh luận nào hơn là đọc chính mình. Đó là cái thông điệp mà Thầy muốn truyền lại từ cái thông điệp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú thay. Ví như hồ nước thẳm sâu, lắng yên trong suốt chẳng màu bợn nhơ, lòng người trí giả lặng tự, khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Chúng con xin thành kính tri ân những lời pháp nhũ cao quý của Ngài Hòa Thượng dành cho đạo tràng hôm nay. Vui thay, chúng con được lắng nghe và thấm nhuần giáo pháp của Phật dưới sự chỉ dẫn của Bậc Minh Sư, để niềm tin nơi Tam Bảo thêm kiên cố và vững chãi, để chúng con được sống an vui và hạnh phúc dài lâu. Tiếp theo chương trình, chúng con xin kính thỉnh Sư Ông Huyền Không là tặng quà cho Ni Viện. Tôi đã bỏ bút rồi, bỏ nắp rồi, nhưng bây giờ phải viết. Khánh tế đại huynh đã bước qua sinh tử, còn kỷ niệm ngày sinh. Ý muốn nói là Ngài đã vừa qua sinh tử rồi, mà chư vị này còn tổ chức sinh nhật. Đã bước qua sinh tử, còn kỷ niệm ngày sinh. Nghe đất trời ví tiểu, đất trời họ cười đấy, họ cười mỉm đấy. Giống như Ngài vừa dạy đấy, pháp như thì chớ kinh. Dạ con xin kính thỉnh sư cô trưởng Ni Viện Huyền Không lên để nhận quà của sư ông Huyền Không Sơn Thượng. À, mừng viên không đi, mừng viên không đi, ngắm trùng hoa tỉ mùi, trùng hoa tỉ mùi, đóa búp, đóa sắc hương. Đây có đóa búp, đóa sắc hương. Liệu mềm tay ni trường, phùng hiếm nhật nguyệt thường. Đọc lại nha. Ngắm trùng hoa tỉ mùi, đóa búp, đóa sắc hương. Liệu mềm tay ni trường, phùng hiếm nhật nguyệt thường. Xin hết. Chúng con xin thành kính tri ân món quà vô giá của Ngài Hòa Thượng. Tiếp theo, chúng con xin kính thỉnh Chư Tăng Viên Không Tăng là có phần quà để dâng Ngài Hòa Thượng. Con xin thành kính cung thỉnh Sư. Sa thú lành thay. Xin cảm ơn món quà của quý sư và Viên Không Tăng. Tiếp theo chúng con xin kính thỉnh sư cô trưởng
Thiền viện Vi Không Ni đại diện đi chốn dân quà. Dạ, con xin kính thỉnh sư phó Thiền viện Vi Không Ni, sư cô Liễu Tuệ đại diện cho đi chốn để dân quà cho ngài hòa thượng. Dạ, cho quý ngài hòa thượng. Dạ con xin kính mời Tịnh An Lan Nhã chuẩn bị phần quà. Dạ. Dạ. Con xin kính mời đại diện Tịnh An Lan Nhã lên dâng quà cho quý ngài hòa thượng. Mời ban nghi lễ chuẩn bị phần quà của Tịnh An Lan Nhã. Dạ. Xin mời Thiền viện Phước Sơn chuẩn bị phần quà để dâng quý ngài hòa thượng. Xin kính mời đạo tràng Vi Diệu Pháp chuẩn bị phần quà. Dạ, đạo tràng Vi Diệu Pháp chuẩn bị để dâng quà cho quý ngài hòa thượng. Tiếp theo là nhóm Phật tử Giác Hành Mỹ xin chuẩn bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trò là Thanh Phước, thay mặt đạo tràng với dự pháp của hòa thượng Vũ Chánh ở tại thiền viện Phước Sơn, hôm nay kính dâng bánh kem nhân ngày thánh tuế của nhị vị hòa thượng. Con xin đọc bài tác bạch. Đến cổng huyền không học vị tha, học pháp hành thiền xung giới đất, về tổ Vũ Long tu vô ngã, tốt đời đẹp đạo tết viên mãn. Chúc mừng thánh tuế đại chúng sư, chúng con xin phép kính chúc nhị vị sư đạo thêm tuổi mới sư thêm họ, xuân khắp dân gian phước khắp nhà. Kính chúc sư pháp thể thân an, tuệ đăng thường chiếu khai đạo vàng, chúng sanh dị độ độ càng sáng, tâm độ tâm bồ đề kiên cố rõ ràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp thánh tế hòa thượng Viên Minh, con trò Thanh Phước kính chúc quý chư tôn đức tăng ni, kính chúc quý đạo hữu cùng gia quyến và bầu bạn Phật tử nam nữ đồng tu tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, các tường như ý, tinh tấn tiến tu trên con đường giải thoát và giác ngộ. Yatha varivaha pura varipuram disagaram deva me vaito dinam betanam upagam padi etam bhagyatam tumham khyapame vasami chadusam pe Sabbhavata nuvavena sarasa.
thường đến người mang theo quà của tâm tín thành tam bảo cho được.